với người trẻ thuộc thế hệ của pizza, fast food như cái tên bánh gớp, bánh mảnh cộng, bánh tô châu, bánh củ cải dường như thật xa lạ. Nhưng với những ai đã mang trên đầu hai thứ tóc, đã từng gắn bó với Hà Nội, các món bánh đầy hoài niệm ấy lại là niềm nhung nhớ của người, là con đường dẫn về những ký ức một thời thơ trẻ. Mỗi loại bánh đều thể hiện sự tinh tế trong ẩm thực của Hà Nội một thời. Với người Hà Nội ngày xưa ấy, thì các cụ thường ăn các loại bánh này theo mùa. Ví dụ như là nếu như bây giờ là mùa thu thì có bánh đường bánh dẻo. Thế mà mùa xuân, khi bắt đầu là mùa xuân thì có mùa đông bắt đầu là có bánh gấc. Thì ăn bánh gấc thì ăn bánh mảnh cộng. Những cái món quà như là những cái loại bánh ấy, nó cũng rất là phù hợp với lại cái thời tiết. Theo bà Hà, đó còn là sự hòa hợp và cân bằng âm dương trong ẩm thực Hà Nội. Ngày xưa trong mâm cỗ cúng tất niên của người Hà Nội không thể nào thiếu mâm bánh với những chiếc bánh gớp đỏ tươi, bánh chín tầng mây sặc sỡ, bánh tô châu, bánh củ cải, bánh vỉ dành. Những chiếc bánh như thế cũng đã ăn sâu trong ký ức của bà về những lời dạy nữ công gia chính mà thân sinh bà Hà đã truyền lại, tiếc cho hương vị của tuổi thơ mình và tuổi thơ của bao người con người khác. Bà Hà đã quyết định mở cửa hàng chuyên làm và cung cấp các loại bánh xưa cùng Hà Nội. Những cái món ngày xưa rất là ngon như thế, tại sao Hà Nội lại bây giờ chỉ còn một số loại thôi, mà còn rất là nhiều loại ngon mà lại không biết. Và cũng theo góp ý của nhiều người nói là nên làm những cái loại bánh này, bởi vì thế hệ bây giờ cũng thích chứ không phải là thế hệ các cụ ngày xưa. Thế thì chính vì thế thì tôi bảo là thôi, những cái gì ngon thì chắc chắn sẽ được tiếp nhận. Thì tôi lại do là cái ý thích của mình, do là mình muốn là lưu lại những cái gì của các cụ thì tôi lại làm. Và như thế đã nhiều năm nay, bà Hà vẫn cùng với những người thợ trong sự sản xuất nhỏ của mình ngày ngày miệt mài với các loại bột làm bánh. Mỗi loại bánh một hương vị, một cái ngon riêng biệt chẳng lẫn vào nhau. Có lẽ trên mảnh đất Hà Thành chỉ còn lại cửa hàng của bà Hà nằm trên con phố nhỏ lý làng đế đã còn giữ lại những nét xưa trong từng món bánh cổ truyền. Nơi ấy khiến người ta lưu luyến khi muốn tìm lại chút hương xưa Hà Nội.